Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý và cảnh báo do mưa nhiều đất bão hòa nước nên cần đề phòng sạt lở. Các khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, vài nơi mưa to. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Và như đã đề cập, do lượng mưa kéo dài nhiều ngày, lượng nước trong đất đạt trạng thái bão hòa, phá vỡ kết cấu đất, dẫn tới nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc hay đồi núi. Người dân cần chú ý nguy hiểm. Trong khi đó, trên biển Vịnh Bắc Bộ, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng sóng cao. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Đà Nẵng, Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C.